Xin chào các bạn và xin mời các bạn cùng lắng nghe cuốn sách Anh Lạc Luận tập 2 của tác giả Lý Tứ. Thay lời tựa chăm bón sự nghiệp tu tập. Các bạn, tu tập là đi trên con đường rất dài và nhiều thử thách. Con đường này dài cả suốt cuộc đời. Mà đã là cuộc đời thì có vô số lỗi tệ và trở ngại. Nếu không phải một người có đủ bản lãnh và trí tuệ, rất dễ bị cuộc đời đẩy đưa sang một lối tẻ nào đó hoặc dừng bước. Chuyện này xảy ra đối với người tu hành xưa nay không hiếm. Vì sao nó lại như vậy? Có rất nhiều lý do để người tu hành trong Phật đạo dừng bước. Nó giống như người ta gieo trồng một cái cây, từ lúc bỏ hạt giống xuống đất để hạt giống nảy mầm và đâm hoa kết trái. Nó phải chịu rất nhiều tác động, từ tác động thổ nhưỡng, môi trường, thời tiết, kỹ thuật chăm sóc, sâu bệnh và rất nhiều yếu tố khác. Nói chung, có vô số nguyên nhân từ lúc gieo đến cho thu hoạch làm cho cây trồng không cho ra kết quả như mong muốn. Muốn thu hoạch như ý, người nông dân phải bỏ ra rất nhiều công sức, từ khâu chọn giống đến kỹ thuật canh tác, phòng ngừa sâu bệnh, mọi thứ đều phải chăm sóc từng ly, từng tí một. Chỉ cần lơ là trong một thời gian ngắn, thậm chí cần qua một đêm không có biện pháp phòng ngừa, cả ruộng lúa chỉ còn trơ gốc. Vì thế, tự chăm sóc bản thân trong việc tu tập là việc làm thường xuyên giống như người ta chăm sóc cây trồng. Có những tác động khiến cho cây trồng không tươi tốt, chúng ta có thể thấy được và phòng trừ dễ dàng. Nhưng cũng có rất nhiều tác động khó thấy hoặc tưởng chừng như vô hại, nhưng nó lại đưa đến một kết quả tồi tệ. Ví như sáng ra ta chỉ thấy đám ruộng kế bên có vài con sâu, nhưng sau một đêm cả cánh đồng đều bị sâu bệnh lây lan phá hoại. Chỉ có những người làm ruộng chuyên nghiệp và đủ sức hiểu biết mới có thể ngăn ngừa những loại dịch bệnh như vậy. Cách hộ trì trong tu tập. Như đã nói ở trên, tu tập là thực hiện một cuộc hành trình suốt cả cuộc đời, mà cả cuộc đời thì có vô vàn trở ngại. Giống như gieo trồng có bao nhiêu loại dịch bệnh thì trong tu tập sẽ có bấy nhiêu và thậm chí sẽ nhiều hơn vô số lần sâu bệnh phá hoại. Muốn cây trồng không bị sâu bệnh phá hoại, người ta phải phòng trừ, che chắn thật kỹ để khỏi lây lan. Trong tu tập, muốn đạo tâm không bị phá hoại, người tu hành phải biết phòng trừ, yểm ly, che chắn bằng cách tự thoát ra khỏi những tác động làm thối chuyển. Trong tu tập, muốn đạo tâm không bị phá hoại, người tu hành phải biết phòng trừ, yểm ly, che chắn bằng cách tự thoát ra khỏi những tác động làm thối chuyển như lánh xa bạn xấu, gần gũi thiện tri thức, thường xuyên đọc tụng kinh sách. Phòng trừ bằng cách dập tắt nguồn lây lan bằng thứ thuốc trí tuệ, thường xuyên ngồi xuống chiêm nghiệm ý nghĩa giáo pháp đã học cho đến khi thấu suốt, còn gọi là thiền tư, ngồi thiền tư. Chăm sóc bằng cách quay về với tự tâm, không nhìn ngó bên ngoài, không để tâm rong ruổi nơi thấy nghe, khiến tâm ý tán loạn dẫn đến sinh tâm, sinh pháp. Ứng dụng lời dạy của Phật, của thiện tri thức vào đời sống đến khi thuần thục, sống đời sống như pháp, gọi là tu. Các bạn muốn có kết quả tốt ở ngày sau phải biết chăm bón sự nghiệp tu tập từ hôm nay. Không ai có thể cho ta an vui và trí tuệ hơn chính chúng ta. Phải tự nỗ lực rèn luyện để trở thành một người có bản lãnh trong Phật đạo. Chỉ cần thiếu một chút bản lãnh, ngọn gió cuộc đời sẽ thổi các bạn chìm lâu trong ba cõi và nó sẽ biến các bạn trở thành một người tầm thường như bao người tầm thường giữa cuộc thế. Một số khái niệm trong Phật Pháp. Samatha, chỉ, tỳ bà xá na, quán. Người đã giác ngộ, biết được bản tâm thanh tịnh thì đi, đứng, ngồi, nằm, bốn oai nghi đều có thể tu hành được. Khi đi, đứng, hoạt động, người ta hạn chế chạy theo tiền cảnh, tức là cảnh trước mặt, bằng cách dùng tỳ bà xá na, huệ quán để của trách thấy nghe. Khi ngồi, nằm, người ta có thể sử dụng Samatha để ở yên nơi thanh tịnh, hoặc âm thanh, tức là tiếng động, đến người ta có thể sử dụng Tammade để dừng phân biệt. Pháp Tammade là chú, trụ, tâm nơi, lỗ tai hoặc một nơi nào đó để dừng phân biệt. Khi phân biệt không hiện khởi, người ta ở yên đó gọi là Samatha tu chỉ. Khi vào sâu trong Samatha, thân tâm nhẹ nhàng là lúc thiền xuất hiện.
trong bốn oai nghi đi, đứng, ngồi, nằm, người mới tu hành, ngồi dễ lắng tâm và sanh thiền, giống như người ngồi một mình nơi thanh vắng, dễ hưởng sự thanh nhàn hơn là nơi ồn ào. Thiền là những cảm nhận tinh tế, sự chuyển biến nhẹ nhàng trong tĩnh lặng của thân tâm. Khi vọng động, thân tâm cũng chuyển biến, nhưng bị tiền cảnh chi phối, vì thế khó nhận biết. Giống như tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ, ban ngày nó vẫn kêu, nhưng vì nhiều thứ âm thanh lẫn lộn và tâm không chuyên chú nên là không nghe được. Nhưng càng về khuya, tiếng đồng hồ càng nghe rõ vì thanh vắng và tâm có chủ ý là lắng tâm. Bản chất của thân và tâm này tự có thiền, tức là tự có khinh an, hỷ lạc và thanh tịnh. Nhưng ban ngày chạy theo tiền cảnh nên không thấy. Khi ngồi yên, thân tâm có khuynh hướng bất động thì cảm nhận rất rõ sự chuyển biến và bản chất hỷ lạc của nó. Sự cảm nhận đặc biệt này tạm gọi là thiền chi. Thiền chi không hiện khi bị một trong năm món ngũ triền cái: hôn trầm, thụy miên, trạo cử, hối quá, nghi, ngăn che, cản trở. Năm món này xuất hiện trong lúc ngồi thiền. Mỗi người tự tìm cho mình một cách vượt qua ngũ triền cái. Hai, ngũ triền cái. Những gì là ngũ triền cái? Năm món này chứng thiền và giải thoát như thế nào? Năm món triền cái là hôn trầm, ngủ gục hoặc cảm giác thân tâm nặng nề, chìm đắm, gọi là trầm một. Thụy miên, ngủ say không muốn thức dậy. Trạo cử là rạo rực, bức xúc ngồi không yên, muốn làm gì đó. Hối quá là hối hận chuyện làm đã qua, tâm bất an. Nghi là không tin vào chính mình, không tin là mình có thể được thiền, thanh tịnh và giải thoát. Ngũ triền cái năm món trong lúc tu thiền, nếu không vượt qua thì không được thiền. Ngũ triền cái làm chứng giải thoát, nếu không đoạn trừ năm món này thì không được giải thoát. Năm món này có khi làm chứng thiền, có khi làm chứng giải thoát. Ví như khi đi xa, không mua vé xe thì giống như là năm triền cái làm chứng thiền, không có tiền bạc giống như là năm triền cái chứng giải thoát. Làm sao vượt qua ngũ triền cái? Bất kỳ người tu hành nào cũng khổ thân vì ngũ triền cái, vì chính ngũ triền cái là cản trở rất lớn, không cho người ta vào các cõi thiền. Muốn vượt qua chỉ có quyết tâm. Thông thường lúc đầu người tu hành thường rất khó có thể vượt qua nó, nhưng sau một thời gian thì hoàn toàn ngược lại. Một số kinh nghiệm cho thấy, muốn vượt qua ngũ triền cái, trước lúc ngồi thiền không được quá ăn no, bụng đói thì càng tốt. Và phải ngồi thiền với quyết tâm thật cao, trên tinh thần không được thiền thì không đứng dậy. Và nên nhớ, cách sống hàng ngày quyết định việc khi ngồi có được thiền hay không. Nếu không tự ngăn ngừa các lỗi thì tâm sẽ hối quá. Nếu ưa tranh đấu hơn thua thì tâm sẽ trạo cử. Nếu làm việc quá mệt nhọc thì dễ hôn trầm thụy miên. Và nói chung, thường hộ trì các căn đừng rong ruổi theo trần cảnh bên ngoài. Điều cốt lõi là bằng lòng với việc ngồi thiền này. Tâm không mong cầu một cái gì khác, không chấp mắc một thứ gì trên đời. Có rất nhiều cảm nhận chuyển biến thân tâm trong lúc ngồi thiền, đừng chú ý đến nó. Sau những cảm giác như vậy sẽ tự mất, nhường chỗ cho hỷ lạc khinh an và sự sung mãn thân tâm. Nguyên lý để được thiền là khi ngồi thiền, người ta sẽ bằng lòng với hiện tại đang có hoặc đưa tâm vào thanh tịnh, gọi là tầm hay giác. Dùng ý của trách lỗi lầm của ngũ dục, gọi là tứ hay quán. Đưa tâm ý vào giác quán, tầm tứ, nhẹ nhàng, thiền sẽ hiện. Đừng sợ sai, giống như mình ngồi bình thường suy ngẫm về chuyện ngũ dục và thấy được lỗi lầm của nó thì có gì là sai, hoặc đâu có làm gì ức chế tâm lý nên không bị căng thẳng. Chú ý không tạo áp lực hoặc tự làm cho mình căng thẳng, thả lỏng cảm giác, chuyên tâm của trách ngũ dục và bằng lòng với chỗ ngồi. Không ngóng vọng nơi khác, không ham muốn gì thêm, nói chung không khởi tâm hy vọng nhưng cũng không tuyệt vọng. Phật dạy, hy vọng là tâm chúng sanh, chúng gom nhóm các hy vọng không thật. Sanh là sẽ sanh khởi vọng tâm. Chúng sanh có thể hiểu là các hữu tình gom nhóm những hy vọng không thật để sanh khởi những vọng tưởng nơi tâm. Muốn không trở thành chúng sanh, người trí nên biết làm gì trong tinh thần của khái niệm này. Khi ngồi thiền, tâm lý phải thật thoải mái. Nếu chưa thoải mái thì chưa ngồi, và tốt hơn hết là nên tìm cách thư giãn. Khái niệm diệu đế,
Thánh Đế, Diệu Trí. Tứ Diệu Đế, Tứ Thánh Đế và Tứ Diệu Trí có liên quan gì với nhau? Tứ Diệu Đế là tên gọi để chỉ chung cho bốn điều cơ bản, bốn nền tảng, bốn chân lý, bốn cấp học của hệ thống giáo pháp. Từ bốn món này, Tứ Đế, Phật giáo lấy đây để sinh sản các thiện phương tiện, giúp người từ mê thành giác, từ khổ thành vui, từ sanh diệt đến niết bàn, từ ngu thành trí. Sự biến đổi màu nhiệm này gọi là diệu. Nên Tứ Đế còn có tên là Tứ Diệu Đế, gồm có bốn điều là Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế và Đạo Đế. Tứ Thánh Đế là bước khởi đầu thành tựu thánh quả từ Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế có bốn bước để một người tu hành lần lượt thành tựu các loại đạo quả, đó là Tục Đế, Thánh Đế, Chân Đế và Thiện Đế. Tứ Diệu Trí, Phật và Bồ Tát thấu suốt triệt để bốn thứ này gọi là thành tựu. Tứ Diệu Trí gồm Khổ Trí, Tập Trí, Diệt Trí và Đạo Trí. Khái niệm ý căn như thế nào được gọi là căn, là ý, và cái ý căn này nó có hại gì hay không? Căn, một người sẽ có 6 căn, tức là lục căn đấy các bạn, hay còn gọi là 6 giác quan. 6 căn gồm nhãn căn là con mắt, nhĩ căn là lỗ tai, tỷ căn là lỗ mũi, thiệt căn là cái lưỡi, thân căn là cái tâm, và một căn bên trong đó là ý căn, cái ý. 6 căn hay là 6 giác quan là công cụ chính yếu để con người dùng nó mà giao tiếp với thế giới bên ngoài. 5 căn trên thân hoặc giao tiếp với một thế giới nội tâm, ý căn. 6 căn này tự nó thanh tịnh, không có nhận thức thiện ác, tốt xấu, gọi là không tánh. Ý là một căn trong 6 căn. Chức năng của ý là nghĩ suy chân chánh theo đúng chánh pháp, gọi là chánh tư duy. Nghĩ suy tà vầy, không dựa vào cơ sở của chánh pháp, gọi là tà tư duy. Ý căn, như phần 6 căn đã nói ở trên, mỗi một căn sẽ có một chức năng riêng biệt, tự mỗi căn chỉ là công cụ giao tiếp với thế giới bên ngoài hay thế giới nội tâm. Ý căn cũng chỉ là một công cụ như thế, tự thỏa mãn các căn này không có chức năng gây hại, giống như con dao, cái búa, cây viết, ống xòm, tai nghe điện thoại. Các món này không tánh, tức là không có tánh thiện, không có tánh ác, không thể tự gây hại. Hại hay lợi, đúng hay sai, thiện hay ác là do người sử dụng các căn công cụ này vào mục đích như thế nào. Nếu sử dụng nó vào mục đích thiện thì nó là thiện công cụ, và ngược lại, sử dụng vào mục đích ác thì nó biến thành ác công cụ. Khái niệm về bố thí. Phật giáo có pháp bố thí, đối với người trên gọi là cúng dường, với người dưới gọi là bố thí. Ở đời khi cho ai, tức là bố thí điều gì cho người khác thì luôn kèm điều kiện, điều này không có gì sai trong thế gian. Nhưng với Phật Pháp thì không phải là như vậy. Phật Pháp có môn bố thí Ba La Mật, một trong 6 điều tu học của Bồ Tát gọi là lục độ Ba La Mật. Đó là bố thí, trì giới, kham nhẫn, tinh tấn, thiền định và trí tuệ Ba La Mật. Bố thí Ba La Mật nghĩa là khi thí không có chủ thể thí, không có đối tượng thí, không có vật hay pháp thí và không có quả báo bố thí, còn gọi là thanh tịnh thí hay giải thoát thí. Ba La Mật nghĩa là đáo, bỉ, ngạn. Cho nên khi bố thí, chỉ cầu thành tựu tâm bố thí. Mong thành tựu tâm bố thí mà không nhìn ngó, phán xét người được thí là ai và họ xin để làm gì. Khi thành thục điều này sẽ thành tựu bố thí Ba La Mật. Khái niệm về kết xử. Kết là kết, cột trói, giống như người ta sâu kết các hạt thành chuỗi chẳng hạn. Xử là sai xử. Kết xử là những món cột trói và sai xử bắt con người, chúng sanh làm nô lệ cho nó, giống như con trâu bị người ta cột cái dây vào lỗ mũi dắt đi, không tự chủ được. Kết xử cũng có các tên như là thập phiền não, thập hoặc hay là thập tùy miên. Trong Phật đạo, kết xử thường được chia làm hai phần, gồm 5 độ xử và 5 lợi xử. 5 độ xử hay lỗi hành vi là những món trói buộc căn bản mỗi chúng sanh đều có, gọi là đồn,
vì năm món này làm cho người mê muội chậm giác ngộ. Tham, tức là ham muốn, đắm mê vào những thứ phiền não, hạ liệt của ba cõi, dục, sắc và vô sắc, không thể giác ngộ. Sân, tức là sân hận, giận dữ, não hại mình, não hại người. Si là mờ tối, mê mờ, không thấy được ánh sáng giác ngộ. Mạn là thấy mình hơn hoặc là thua người, tự tôn hoặc là tự ti. Nghi là nghi ngờ, hoài nghi sẽ có 3 món gồm là nghi mình, nghi bản thân không thể giác ngộ. Nghi người, nghi bậc đạo sư không thể dạy đạo giác ngộ. Nghi pháp là nghi giáo pháp ta đang tu tập không đưa đến giác ngộ. Năm lợi sử hay lỗi nhận thức là những món cột trói buộc về nhận thức sai lệch, nó chỉ có đối với hạng người lanh lợi. Vì thế, năm lợi sự này còn gọi là ngũ kiến hay ác kiến, tức là thấy biết những điều đi ngược tinh thần giác ngộ. Thân kiến là chấp thủ những hiểu biết sai lầm về thân. Biên kiến là chấp chặt một bên, nắm giữ một định kiến. Kiến thủ kiến có nghĩa là nắm giữ các quan niệm, những điều thấy biết phi chân lý. Giới cấm thủ kiến là không hiểu rõ giới, chấp chặt, hy vọng giới có thể thành tựu cứu cánh nào đó trong Phật đạo. Tà kiến là hiểu biết sai lệch về giáo pháp và không như chân lý mà giúp mình cùng người giác ngộ. Để giáo hóa nhị thừa thoát ra khỏi ba cõi, thành tựu đạo quả giải thoát, trong kinh Tạng Nikaya, Phật liệt kê kết sự gồm 10 món như sau. Thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, tham đắm vào cõi dục, sân hận, tham đắm vào cõi sắc, tham đắm vào cõi vô sắc, mạn, trạo cử vi tế, si vi tế. Với hai loại kết sử nêu trên để giúp Bồ Tát giác ngộ và nhị thừa giải thoát, ta thấy có một vài khác biệt cơ bản. Vì thế, việc tu tập đoạn kiết cũng sai khác. Đối với Bồ Tát Đạo, quá trình đoạn trừ kiết sử tự thân là quá trình giác ngộ từ cạn đến sâu, bắt đầu từ phát tâm Bồ Đề gọi là sơ giác. Đến minh tâm Bồ Đề mới có thể rất hoàn toàn. Năm giai đoạn từ phát tâm đến viên mãn Bồ Đề của Bồ Tát gồm phát tâm, phục tâm, minh tâm. Ba giai đoạn này lần lượt giác ngộ để rất phàm tình, cho thấy được rằng là bổn tâm, kiến đáo và xuất đáo Bồ Đề. Hai giai đoạn này gồm học trí tuệ đến chứng thật trí. Đối với nhị thừa, muốn ra khỏi kiết sử chứng đạo quả giải thoát, phải tuần tự vượt qua tứ thánh quả. Tứ thánh quả gồm dự lưu, nhất lai, bất lai, A-la-hán, nhị thừa sau khi chứng đạo quả giải thoát. Muốn thành tựu Phật địa, phải phát tâm Bồ-Tát vào đạo đế để thành tựu kiến đáo Bồ-đề và xuất đáo Bồ-đề, giống như một Bồ-Tát. Khái niệm bốn tướng và tập khí. Hỏi, bốn tướng gồm những gì? Trả lời, bốn tướng gồm tướng nhân, tướng ngã, tướng chúng sanh và tướng thọ giả. Tướng nhân là thấy có niết bàn để chứng, tướng ngã là thấy mình có sở đắc và người khác thì không. Tướng chúng sanh là dù trong thanh tịnh mà vẫn còn sanh dị tướng. Ví dụ, thấy con thần lành sinh tâm ghê sợ, mặc dù đã thanh tịnh rồi, ghê sợ này là chúng sanh tướng, đã là thánh rồi mà vẫn còn tập khí ghê sợ. Hoặc thấy mình là Bồ Tát và kẻ khác là chúng sinh hay ngược lại. Tướng thọ giả, tức nơi hư không mà thấy có hoa đốm, tức không thấy thiệt tướng của vạn pháp là không tướng. Thọ giả là người nhận, còn thấy mình cho là ngã, có pháp cho, nhân. Còn thấy kẻ nhận là thọ giả, như vậy chúng sanh tướng, còn thấy chủ thể là ngã, còn thấy khách thể là thọ giả. Hai tướng đầu, tướng nhân, tướng ngã sẽ rất khi thanh tịnh bản tâm. Hai tướng sau là tướng chúng sanh và tướng thọ giả sẽ dứt khi giác các pháp vô ngã. Kinh gọi là giác nhân pháp vô ngã hay nhân không và pháp không. Hỏi, tại sao đã là thánh mà vẫn còn tập khí? Trả lời, thói quen của một người thường không liên hệ nhiều đến giác ngộ. Khi nào thành Phật thì tánh tình, thói quen và giác ngộ mới là một. Kinh gọi là thân, khẩu, ý, hành động theo trí tuệ. Người còn trong địa vị tu hành thì giác ngộ và tánh tình hay những thói quen vẫn là hai thứ. Chính vì vậy mà thuật ngữ tập khí có mặt trong Phật giáo.
không phải giác ngộ rồi là mọi thứ đều trở thành thánh. Vì thế mới có chuyện một số A-la-hán vẫn còn có những thói quen như hồi chưa chứng thánh. Nhưng nếu chưa giác ngộ thì biết gì mà tu, nhiều kiến thức mà không giác ngộ thì kiến thức lại trở thành hòn đá cản đường của giác ngộ. Tập khí là thói quen khó trừ, cứ tu tập rồi sẽ giảm dần, chỉ có Phật, thân, khẩu, ý, hành động theo trí tuệ mới hết tập khí. Đừng ngại chuyện này, chỉ thần tinh tấn đoạn trừ là sẽ được. Ngũ ấm xí thạnh. Ngũ ấm xí thạnh là năm điều gì? Ngũ ấm trong Phật Pháp có 5 món đại diện cho thân và tâm của một hữu tình tạm gọi là chúng sanh, đó là sắc chỉ cho thân, thọ chỉ cho các cảm thọ như khổ vui, nóng lạnh, tưởng là chỉ cho các thứ tưởng, tưởng quá khứ, tưởng vị lai và tưởng hiện tiền, hành là chỉ cho sự luân chuyển của tâm thức, thức là chỉ cho sự hiểu biết. 5 món này, nếu 5 món nói trên cho mỗi món một giá trị nào đó để làm tiêu chuẩn mà so sánh, suy lường thì bây giờ các thứ giá trị này trở thành nguyên nhân phát sanh phiền não. Lúc này, ngũ ấm có tên gọi là ngũ uẩn. Chữ ấm có nghĩa là trói buộc, che mờ. Chữ uẩn có nghĩa là tích chứa nguyên nhân phát sinh phiền não. 5 món nói trên, nếu không để cho nó cột trói, che mờ, gọi là 5 món giải thoát, sắc giải thoát. Nếu 5 món kia không làm nguyên nhân để sinh tâm, gọi là sắc thanh tịnh, tịnh sắc. 5 món này tự nó không có nghĩa ấm hay uẩn, bản chất như hư không. Chỉ khi nào mê, bị nó trói buộc hoặc là làm cho phiền não mới gọi là ngũ ấm hay là ngũ uẩn. Xí thanh, đây là chữ Hán Việt, từ này có nghĩa là sung mãn, là rực rỡ, là quá cái bình thường. Ngũ ấm xí thạnh là cụm từ nhằm chỉ cho 5 món nói trên vượt khỏi sự kiểm soát của trí tuệ, thoát ra khỏi bản chất tự nhiên của nó. Chính sự vượt qua giới hạn tự nhiên này mà phát sinh ưu bi khổ não, nên gọi là ngũ ấm xí thạnh khổ. Khái niệm đế. Đế là sự hiểu biết thấu đáo về căn nguyên sinh khổ hoặc vui. Phàm phu không biết đế, tức là không biết rõ căn nguyên sinh khổ, chỉ biết có khổ mà không biết căn nguyên sinh khổ, nên Phật nói rằng phàm phu có khổ không đế, phàm phu có tập tức là có căn nguyên sinh khổ mà không biết căn nguyên này từ đâu, nên Phật nói phàm phu có tập không có đế. Bồ Tát hiểu khổ, tức là A. Phàm phu không biết đế, tức là không biết rõ căn nguyên sinh khổ, chỉ biết có khổ mà không biết căn nguyên sinh khổ, nên Phật nói phàm phu có khổ không đế, phàm phu có tập, tức là có căn nguyên sinh khổ mà không biết căn nguyên này từ đâu, nên Phật nói phàm phu có tập không có đế. B. Bồ Tát hiểu khổ, tức hiểu phàm phu có khổ, tự mình không thấy khổ, biết chúng sanh có tập nhân sinh khổ, khổ này không tự có, chỉ do huân tập mà có. Do biết tập nhân này trước không, nay mới có, nên Bồ Tát thanh tịnh các đế. Phật dạy, Bồ Tát hiểu khổ, hiểu tập, không có tập mà chân đế, để thanh tịnh. C. Do Bồ Tát thanh tịnh các đế, thân, thọ, tâm, pháp, nên bốn món này trở thành đạo quả, và đạo quả này dựa trên các đế mà có, nên Phật nói Bồ Tát có đạo, có chân đế. Đế, nghĩa thứ hai, là cái mà người khác nương cậy để tồn tại. Tất cả chúng sanh đều có đế, nhưng không giác ngộ nên không biết cái gì là đế. Vì không biết cái gì là đế nên gọi là phàm phu. Biệt ly chỉ khổ khi nào có mối liên hệ với chủ thể sinh khổ. Chủ thể này là ái, nếu biệt ly mà không có ái thì không khổ. 1.10. Tự độ, độ tha, phát tâm, phát nguyện. Sao gọi là tự độ và độ tha, phát nguyện là gì? Phát nguyện và phát tâm là giống hay khác? Khi chưa phát nguyện là trong lòng còn nghi, bốn chuyện lớn, tứ hoằng thệ nguyện là gì? Tự độ là độ cho mình, độ tha là độ cho người.
Phát tâm và phát nguyện là hai món riêng biệt, cái này hỗ trợ cho cái kia thành tựu và ngược lại. Ví dụ, một đứa học trò đặt mục đích là phải học thành bác sĩ, giống như phát tâm, mục tiêu của việc học thành bác sĩ để giúp đỡ gia đình, xã hội, giống như là phát nguyện. Người tu hành phát tâm thành Phật, phát tâm vô thượng Bồ Đề, đặt mục đích cuối cùng và phát nguyện độ hết chúng sanh, đưa ra mục tiêu sau khi đạt được mục đích. Tuy nhiên, trong Phật đạo không hẳn là như vậy. Trong thời gian còn tu hành, phát tâm vô thượng Bồ Đề và phát nguyện độ sinh đi đôi với nhau để hai món này cùng thành tựu, gọi là viên mãn hay là viên giác, tức tự mình giác ngộ và giúp người giác ngộ. Muốn độ người thì phải có phương tiện, lời của Huệ Năng, muốn cho người cái gì, mình phải có cái đó, không có thì lấy gì mà cho, tức là độ. Nên Bồ Tát tu hành vì có cái để giúp người, còn Thanh Văn tu hành vì có cái để mình sai, đây là khác biệt giữa Bồ Tát và Thanh Văn. Cứ phát nguyện, tu hành là vì người, còn chuyện chừng nào độ được người thì sẽ biết. Quan trọng là phát tâm và phát nguyện, giống như hứa với một người là một chuyện, còn khi nào thực hiện được lời hứa là một chuyện. Tuy vậy, tùy theo sức của mình, giàu thì giúp nhiều, nghèo thì giúp ít, quan trọng không hứa cuội là được. Phát tâm và phát nguyện là phải nhớ, quên thì người ta gọi là kẻ hứa lèo. Chưa thực hiện được lời hứa chứ đâu phải là nghi, không nên nhầm lẫn cái này với cái kia. Bốn chuyện lớn, đây là khẩu hiệu của Bồ Tát Phổ Hiền. Người tu hành muốn thành tựu Phật đạo trong tâm phải thường xuyên hô bốn câu khẩu hiệu này, hô riết rồi quen. Bốn nguyện bao gồm: một là độ tất cả chúng sanh, câu này không khó hiểu. Hai là dứt tất cả các phiền não, cũng đâu có khó hiểu đâu. Ba là nguyện học tất cả pháp của Phật, câu này ý nói rằng phải tu tập tất cả các Phật pháp, học nhất thiết trí. 4 là nguyện thành Phật, viên mãn nhất thiết chúng trí. 1.11 là tứ bất y. Trong kinh Đại Niết Bàn, Phật có dạy tứ bất y. Người tu hành thường coi đây là kim chỉ nam để tu học. Nhưng ý nghĩa của tứ bất y như thế nào và Phật nói điều này với những ai cũng như là phạm vi ứng dụng? Theo mình thì văn tự Phật giáo được thể hiện ở 3 cấp độ tương ứng với 3 địa vị tu hành. Ý nghĩa của bất y ngữ, đây là lời cảnh báo chung cho tất cả những người ở trong địa vị tu hành, cầu giải thoát. Người đời thường nói nôm na là hạng sơ cơ. Hạng này khi tu hành muốn được lợi ích, muốn giác ngộ để thành tựu nguồn tâm thanh tịnh, giải thoát. Khi đọc một đoạn kinh, nghe lời thuyết pháp, không được ôm văn tự, không được chấp văn tự, rồi diễn giải giống như người đời, hoặc hồi chưa tu hành địa vị này thì khi nghe, phải tìm xem văn tự, lời thuyết đó nói gì, sau đó mới tìm vắng vẻ tư duy nghĩ lý. Địa vị này khi nghe, phải tìm xem văn tự, lời thuyết đó nói gì, sau đó tìm nơi vắng vẻ tư duy nghĩa lý. Đã thấy được nghĩa lý, ý đó điều phục nguồn tâm, khi nào thành tựu như ý mới thôi. Điều này được đề cập trong kinh Viên Giác Qua, ví dụ là ngón tay chỉ mặt trăng. Người chưa thấy mặt trăng phải tức thì rời bỏ ngón tay để thấy mặt trăng. Và mục tiêu tối thượng cho hạng này là bằng mọi giá phải thấy được cho được mặt trăng rồi mới bàn chuyện khác. Vì thế, kinh Lăng Già Phật nói với Đại Huệ: ngữ chẳng phải nghĩa, này Đại Huệ, trong ngữ có nghĩa. Khẩu hiệu này dành cho hạng người đã thấy mặt trăng. Khi đã giác ngộ, thấy mặt trăng thanh tịnh, ngôn thuyết là biểu hiện của thanh tịnh. Vì thế, ngữ ngôn của người này không được lộn xộn như thế luận. Văn tự phải gãy gọn, chuẩn mực, không được thừa, cũng không được thiếu. Vì văn tự là tướng của tâm, văn tự này được coi là chân ngữ. Ví dụ, người thấy mặt trăng sau khi từ bỏ ngón tay không được mô tả rằng mặt trăng thiệt là tròn nhưng hơi méo méo, có chút màu đỏ lẫn màu xanh. Khi nghe mô tả về mặt trăng như vậy, người có trí bèn biết rằng vị này chưa thấy được mặt trăng mà chỉ nghe kể lại, nên chỉ biết nó tròn tròn, muốn chứng minh mặt trăng theo trí tưởng tượng của mình, bèn thêm vào nó méo méo, xanh xanh gì đó, gọi là cái đuôi của con trâu hay cái chân của con rắn thế pháp. Vì thế, đối với những người đã thấy cứu cánh mặt trăng, văn tự phải lìa tứ cú, gọi là văn tự bát nhã, cho nên Phật lại dạy thêm: Đại Huệ,
nơi ngữ có nghĩa. Ngữ ấy tức là nghĩa, đây là khẩu hiệu của các mặt trăng. Lời nói trong điệu vị này gọi là thiệt ngữ, cho nên Phật nói với Đại Huệ một câu bất hủ. Ngữ ấy tức là nghĩa ấy, này Đại Huệ. 1.11.2 Ý chí bất ý thức. Đây là lời cảnh báo đối với phàm phu, thánh giả không còn thức để y. Ý chí, hạng này muốn tu hành, phải y theo những hiểu biết nào có thể ứng dụng để tịch diệt nguồn tâm. Hiểu biết nào có khuynh hướng dẫn đến rốt ráo tịch diệt nguồn tâm được gọi là trí đối với thức. Không y thức, tức là không y vào những hiểu biết nào chỉ nhắm đến tăng trưởng kiến thức và làm lớn tự ngã. Những hiểu biết thuộc loại này Phật giáo gọi là thức quanh quẩn trong nghiệp báo. Y kinh liễu nghĩa, bất y kinh bất liễu nghĩa. Đây là lời cảnh báo đối với ba thừa đã vào chánh vị, cụ thể là kinh Kim Cang, Phật với Tu Bồ Đề. Pháp, cái chánh pháp mà ông đang thủ đắc còn phải bỏ, hà huống là phi pháp, cái pháp cà trật cà ruột hư vọng để phiền não trói buộc của thế gian. Kinh bất liễu nghĩa, bán tự, đưa ba thừa vào chánh vị, hòa thánh, chỉ mệt rồi đi tiếp. Kinh liễu nghĩa, mãn tự, giúp ba thừa ra khỏi hòa thánh, nơi chỉ có vàng giả hay tiền ông phủ gọi là chánh pháp nhiếp thọ, để tiến về bảo sở lượng vàng thiệt hoặc kim cương. Khi lượng mấy thứ quý giá này, chừng nào đầy đủ gọi là nhiếp thọ chánh pháp, còn gọi con đường đưa đến Phật quả. Vì thế, chư Bồ Tát khi chưa thành Phật thì còn phải học, và học không ngừng nghỉ gọi là tinh tấn lực. 1.12 Trần Pháp Trần. 1.12 Trần Pháp Trần, Pháp giới. Trần, tự nó như hư không, không có tên tuổi, không có giá trị, tức là không tướng, không tánh, không vị, không giới, không danh, không lượng, nên Trần chưa phải là Pháp. Pháp trần hay pháp, khi ý thức tiếp xúc mới có tên bình bàn, hình dáng bình bàn, giới hạn và giá trị bình khác bàn. Tánh chất riêng của bình bàn, những thứ này do ý thức gắn vào trần nên gọi là pháp trần. Ở chừng mực nào đó, khi nói đến pháp được hiểu là những gì ý thức tiếp cận được, khi nói đến trần được hiểu là những gì do các căn còn lại tiếp xúc. Tuy nhiên đối với chúng sanh, thức nhập vào các căn gọi là nội lục nhập, buộc các căn phải đón nhận trần cảnh theo chủ ý của mình gọi là ngoại lục nhập. Thành tựu sự đón nhận này gọi là thập nhị nhập. Bây giờ ý thức mới phân tích sự đón nhận đó theo quan điểm của nghiệp chung và nghiệp riêng, cho ra kết quả như thế này hoặc như thế kia gọi là sinh pháp. Hoàn thành sự nhận biết này gọi là thập bát giới. Để làm rõ vấn đề, xin đưa thêm một số kiến giải. Pháp có ba tầng này cho ra hệ quả của nó là ngu, mê, lầm, đó là khái niệm, một loại pháp hình thành do phân biệt, hệ quả của pháp này là kết sử sẽ sanh, gọi là ngu, hết cái ngu này dứt tập, ra khỏi nhuận chi vô minh. Tri thức, đây là loại pháp, nếu mê là sẽ sanh ngã, gọi là mê, hết cái này sẽ chứng diệt thành tựu niết bàn, ra khỏi căn bản vô minh. Quan niệm, đây là tầng thứ ba của pháp. Pháp này mê hoặc hữu tình, làm cho thánh phàm lầm tưởng cứu cánh. Giết mê hoặc này thì sẽ viên mãn diệt đế, bước vào đạo đế, thành tựu trí tuệ, thoát khỏi vô minh trụ địa. 1.12.3 Pháp giới là những nơi nào ý thức đến được, dễ hiểu hơn. Pháp giới là giới hạn của ý thức. Ví dụ, khi nói đến sao hỏa, người ta liền liên tưởng đến sao hỏa. Khi nói đến địa ngục, niết bàn, cũng đều được liên tưởng, và sự liên tưởng này gọi là pháp giới. Pháp do tâm sanh, trần do nghiệp duyên sanh, pháp thuộc nhận thức, trần thuộc về thế giới. Hai thứ này cần rạch ròi, không nên lẫn lộn. Phật nói, pháp giới không cùng tận, vì nghĩ tưởng của hữu tình không cùng tận. Khi nói đến cái gì thì người đời liền đưa ý thức đến đó. Nơi chốn của ý thức đến được gọi là pháp giới, do hiểu biết này mà chúng sanh không ra khỏi pháp giới. Với người tu Phật chỉ nên không pháp, cũng không nên muốn thấy được chân tâm, vì chỉ khi nào dứt cái muốn thì chân tâm mới hiện. 1.13 Pháp giới trong Phật đạo.
Pháp giới trong Phật đạo là thuật ngữ để chỉ những gì nằm trong phạm vi của quan niệm, của nghĩ tưởng, của suy lường, của thấy biết từ tâm hay là ý chí. Có 10 pháp giới, đó là pháp giới Phật tạm gọi, pháp giới Bồ Tát, pháp giới Duyên Giác, pháp giới Thanh Văn, pháp giới Trời, pháp giới Atula, pháp giới Người, pháp giới Súc Sanh, pháp giới Ngạ Quỷ, pháp giới Địa Ngục. Để dễ hiểu, ta có thể tạm chia 10 pháp giới kể trên thành 3 nhóm, gồm pháp giới điên đảo, pháp giới thanh tịnh và pháp giới hư không. Pháp giới điên đảo. Pháp giới của nhóm này là sản phẩm của tâm thức điên đảo, gồm các dạng chúng sanh, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula, trời. Đây là nhóm những chúng sanh không giác ngộ. Pháp giới của nhóm này do nghiệp tưởng và ý nghiệp làm nên, vì thế gọi là pháp giới điên đảo. Ví dụ, nơi hư không thấy thành địa ngục, thấy thành uống máu, thấy thành u tối, thấy thành ba cõi, thấy thành chiến trường, thấy thành thiên đường. Giống như những người đau mắt mang cặp kính màu sắc khác nhau, kính màu đen sẽ thấy trước mặt là màu đen, kính màu đỏ sẽ thấy trước mặt là màu đỏ, kính màu vàng sẽ thấy trước mặt là màu vàng. 1.13.2 Pháp giới thanh tịnh gồm Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát Quyền Thừa. Đây là nhóm có giác, có ngộ, có thành tựu pháp nhãn thanh tịnh. Pháp giới của nhóm này là do giác tánh làm nên. Gọi là pháp giới thanh tịnh vì giác tánh là nguồn để thanh tịnh nhãn soi chiếu, thanh tịnh nhãn chiếu đến đâu, nơi đó thanh tịnh. 1.13.3 Pháp giới hư không gồm Phật và các đại Bồ Tát. Đây là nhóm những vị đã thành tựu trí tuệ vô tướng. Trí tuệ chiếu đến đâu, nơi ấy đồng hư không. Vì sao chiếu đến đâu, nơi đó đồng hư không? Thiệt tướng của các pháp là vô tướng. Huệ nhãn, Phật nhãn là cái thấy của chứng ngộ thiệt tướng. Với cái thấy này, thiệt tướng là nguồn, nguồn này đi vào huệ nhãn của Phật nhãn. Hai nhãn này chiếu đến đâu, thiệt tướng sẽ hiện ra ở đó, gọi là pháp giới hư không. Vì thế, Phật thường hay nói, pháp giới chúng sanh không cùng tận, có nghĩa là chúng sanh trong pháp giới, nghĩ tưởng không cùng tận. Nghe nói đến địa ngục, liền nghĩ đến địa ngục với những tướng như vậy. Nghe nói đến thiên đường, liền nghĩ tưởng đến thiên đường với những cảnh như vậy. Nghe nói đến ba cõi, liền nghĩ tưởng đến ba cõi với đời sống như vậy. Nói chung, sức nghĩ và tưởng không thể nghĩ bàn. Ba thừa, tâm ý đến đâu, thanh tịnh đến đó. Nhất thừa, tâm ý đến đâu, thiệt tướng đến đó. Tóm lại, pháp là đối tượng của tâm ý thức, giới là phạm vi, giới hạn của tâm ý thức. Pháp giới là phạm vi của tâm ý thức đến được. Ra khỏi pháp giới, tạm gọi là về pháp giới hư không, là những cảnh giới nằm ngoài nghĩ tưởng, tư duy, suy lường, ví dụ như là niết bàn, vô vi, xuất thế. 1.14 Cặp phạm trù bản chất, hiện tượng và thiệt tướng, hư vọng tướng. Trong Phật đạo, có một số khái niệm gần gũi với triết học. Hai khái niệm gần gũi nhất của Phật đạo với triết học đó là cặp phạm trù bản chất và hiện tượng của triết học và cặp khái niệm thiệt tướng và hư vọng tướng của Phật giáo. Bản chất, hiện tượng của triết học. Triết học cho rằng bản chất là cái tồn tại khách quan gắn liền với sự thật, hiện tượng là biểu hiện ra bên ngoài của bản chất. Không có bản chất nào tồn tại thuần túy ngoài hiện tượng, cũng không có hiện tượng nào hoàn toàn không biểu hiện ra bản chất. Tuy vậy, triết học cũng cho rằng giữa bản chất và hiện tượng có những mâu thuẫn nhất định. Bản chất phản ánh cái chung, cái tất yếu, quyết định sự tồn tại và phát triển của sự vật, trong khi hiện tượng lại là phản ánh cái riêng, cái cá biệt. Bản chất là mặt bên trong ẩn giấu sâu xa của hiện thực khách quan, còn hiện tượng là mặt bên ngoài của hiện thực khách quan đó. Bản chất không được biểu lộ hoàn toàn ở một hiện tượng, mà biểu hiện ở rất nhiều hiện tượng khác nhau. Hiện tượng không biểu hiện hoàn toàn ở bản chất, mà chỉ biểu hiện một khía cạnh của bản chất. Biểu hiện bản chất dưới hình thức đã biến đổi, nhiều khi xuyên tạc bản chất hoặc phản ánh không đúng với bản chất, ví dụ là hiện tượng khúc xạ hoặc là do ảo ảnh. Muốn nhận thức được bản chất của sự vật, phải xuất phát từ những sự vật, hiện tượng, quá trình thực tế. Vì lẽ, bản chất không tồn tại thuần túy mà tồn tại trong sự vật và biểu hiện qua hiện tượng. Bản chất của sự vật không được biểu hiện đầy đủ trong một hiện tượng nhất định nào và cũng biến đổi trong quá trình phát triển của sự vật.
Do đó, phải phân tích và tổng hợp sự biến đổi của nhiều hiện tượng, nhất là những hiện tượng điển hình, mới hiểu rõ được bản chất của sự vật. Nhận thức bản chất của sự vật là một quá trình phức tạp đi từ hiện tượng đến bản chất, từ bản chất ít sâu sắc đến bản chất sâu sắc hơn. 1.14.2 Thiệt tướng, hư vọng tướng, Phật giáo về hai khái niệm thiệt tướng và hư vọng tướng của Phật giáo. Nếu coi thiệt tướng là bản chất của sự vật, hư vọng tướng là hiện tượng của sự vật ấy. Phật giáo lại có cái nhìn khác triết học. Phật giáo cho rằng bản chất không có mối liên hệ bất kỳ nào đến hiện tượng, tức thiệt tướng và hư vọng tướng là hai phạm trù riêng biệt, không có mối liên hệ biện chứng nào với nhau. Có nghĩa rằng bản chất thiệt tướng, siêu quá hiện tượng, hư vọng tướng, nó không phải cái mà hiện tượng có thể biểu hiện được, vì hiện tượng thuộc về hữu vi, tức là cái có, còn bản chất thuộc về vô vi, cái không thực thể, trong bản chất cũng không có cái được gọi là tinh thần làm nên hiện tượng. Bản chất, theo Phật giáo, là cái gì bất biến, chung nhất của tất cả sự vật, không hề thay đổi, không thể dùng tri thức đến được, do đó hiện tượng không được coi là biểu hiện của bản chất, và không thể tìm hiểu bản chất thông qua hiện tượng dù dưới bất kỳ hình thức nào. Giống như một người giàu có, ngủ mơ thấy mình nghèo đói. Phật giáo cho rằng hư vọng tướng hay hiện tượng là một thứ biệt tướng được nhận thức thông qua các căn nghiệp. Nó không có bản chất, giống như người ngủ chiêm bao, giấc mơ không có bản chất, không tồn tại, cũng như là không biểu hiện được điều gì, không được sản sinh từ bản chất. Điều này có nghĩa rằng không thể truy tìm bản chất thông qua hiện tượng, giống như người ta không thể đem về một vài cái ngai vàng trong giấc mơ để sử dụng, xem nó bằng thứ gì, cũng như là làm cơ sở để đi tìm nguồn gốc. Như vậy, Phật giáo mô tả bản chất hay thiệt tướng sự vật như thế nào? Kinh Hoa Nghiêm, thiệt tướng vô tướng, diệt vô bất tướng, tướng nhi vô tướng, danh vi thiệt tướng. Có nghĩa rằng thiệt tướng không có tướng cũng chẳng phải không có tướng, tướng mà không có tướng gọi là thiệt tướng. Định nghĩa này muốn nói rằng bản chất của các pháp không có tướng bản chất, nhưng chẳng phải không có tướng tự tĩnh lặng, có tướng tự tĩnh lặng mà không có tướng bản chất gọi là thiệt tướng. Kinh Bảo Võ, tổng tướng pháp môn của nhất pháp giới vậy, có chỗ gọi là tâm tính chẳng sanh chẳng diệt. Hết thảy các pháp chỉ do vọng niệm mà chẳng có sai khác. Nếu xa lìa vọng niệm, thời không có tướng sai khác của tất cả cảnh giới. Cho nên tất cả các pháp xưa nay, xa tướng biện luân, lìa tướng danh dự và xa lìa các tướng tâm duyên, rốt ráo bình đẳng, không có biến đổi sai khác, không thể phá hoại, duy trì nhất tâm, nên gọi là chân như. Kinh Giải Thâm Mật, các pháp do nhân duyên sanh khởi không có tự tính bản chất, vì không có tự tính tức là rốt ráo không, cái rốt ráo không ấy từ xưa đến nay tự không, chẳng phải Phật hay người nào làm cho nó không. Các dẫn chứng ở trên cho thấy hai quan điểm về thiệt tướng hay bản chất giữa triết học và Phật giáo không đồng nhất. Sự không đồng nhất này là tất nhiên, bởi lẽ triết học dựa vào thế luận, minh triết một khái niệm trên nền tảng thế luận, còn Phật giáo dựa vào nhãn quan xuất thế để nhìn thấy bản chất của sự việc, chứ không phải dựa vào hiện tượng để truy tìm bản chất. 1.14.3 Nhận xét. Triết học và Phật giáo phục vụ cho những mục tiêu khác nhau, cho nên việc giải thích sự vật dựa trên những quan điểm khác nhau là chuyện tự nhiên. Vấn đề đặt ra ở đây là giải thích theo Phật giáo hay triết học nhằm phục vụ cho cái gì và lợi ích đến đâu khi tiếp nhận quan điểm này ứng dụng vào đời sống. Đây mới là giá trị đích thực, mới là bản chất tốt đẹp của Phật giáo và triết học. Bài viết này không nhằm đánh giá đúng sai, mà chỉ muốn nói rằng cho dù triết học hay là Phật giáo chỉ sử dụng đúng mục đích, đồng đưa đến những lợi ích nhất định. Lợi ích nhất định chính là điểm đồng giữa triết học và Phật giáo. Con bò ăn cỏ, con cọp ăn thịt. Cọp khác bò, cỏ khác thịt, nhưng cả hai đều phải ăn mới no. Ăn mới no đích thị là bản chất của cái ăn, và ăn mới no chính là điều mà cả bò lẫn cả cọp đều coi là cốt lõi của mọi cơ sở lý luận. 1.15 Phát tâm và phát xu đại đạo. Người tu hành trong Phật đạo nên hiểu như thế nào cho đúng thật nghĩa của hai pháp, phát tâm vô thượng bồ đề và phát xu đại đạo.
Người tu hành khi đạt đến tâm bất động và ý giải thoát gọi là thành tựu phạm hạnh. Viên mãn điều này chỉ mới xong phần tự cứu gọi là tự độ, tương đương diệt đế. Sau đó, vị này phải cầu học nhất thiết trí như Tát Đà Bà Luân trong Kinh Bát Nhã, hay Thiện Tài Đồng Tử trong Kinh Hoa Nghiêm, hoặc là tiền thân của Phật lúc còn là Bồ Tát cầu học Đại Thừa trong Kinh Đại Niết Bàn. Việc học này giống như người học trò đã học xong phổ thông trung học, muốn làm thầy giáo phải học sư phạm, và sau khi tốt nghiệp sư phạm thì mới có đủ năng lực chuyên môn để làm thầy giáo. Trong Phật đạo, muốn có đủ năng lực dạy người phải thành tựu nhất thiết trí. Thành tựu nhất thiết trí tương đương với thành tựu đạo đế. 1. Phát xu đại đạo là vị tu hành này phát đại tâm, xu hướng đại đạo. Xu hướng đại đạo là không xu hướng thanh văn đạo, duyên sắc đạo, một lòng một dạ, nhắm thẳng nhất thừa đạo mà đi. Nhất thừa đạo, lấy tha làm tự. Lấy tha làm tự là cơ sở tốt nhất để thành tựu tứ vô lượng tâm. 2. Phát tâm vô thượng bồ đề, phát tâm cầu thành Phật đủ 10 danh hiệu, tức là không phát tâm cầu thành thứ khác, như không cầu chứng quả A-la-hán, bích chi Phật. 1.16. Thấy được. 3. Thân Phật. Thưa Thầy, trong các kinh, kể cả kinh Trường A-hàm, Phẩm Du Hành trang 99 viết rằng, sau khi Phật và đại chúng an tọa, Châu Na, còn có tên gọi khác là Kunda, đem món ăn dâng Phật và chúng tăng. Ông lại nấu riêng một thứ nấm chiên đàn là thứ thức ăn kỳ lạ và trân quý. Ít thấy đem dâng riêng cho Phật. Phật bảo Châu Na chớ đem thứ nấm ấy cho chúng tăng ăn. Châu Na vâng lời, không dám chọn cho chúng tăng ăn. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Phẩm Thuần Đà, tập 1 trang 44 viết, thân Như Lai đã từ vô lượng vô kiếp, chẳng thọ sự ăn uống. Vì hàng thanh văn mà nói trước thọ cháo sữa của hai nàng chăn bò là Nanda và Nanda Ba La, rồi sau đó mới chứng quả vô thượng chánh giác. Nhưng chính thật Như Lai không ăn. Hôm nay vì đại chúng trong hội này mà Như Lai nhận sự cúng dường của ông dâng, thiệt ra Như Lai không ăn. Lại có đoạn viết, Thuần Đà, thí thực có hai, đồng một quả báo. Một là thọ xong liền chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, hai là thọ xong liền nhập niết bàn. Trong những đoạn kinh trên, một bên nói thọ thực, một bên nói không, xin thầy từ bi giải thích nghĩa lý của việc thọ thực, không thọ thực của Như Lai. Các bạn, Phật có ba thân là báo thân, hóa thân và pháp thân, tùy duyên của đại chúng mà Phật tuyên nói có ăn hay không, chứ chẳng phải có hai kinh trái khác nhau. Sơ lược về ba thân và sự ăn của mỗi thân như sau. Báo thân, khi tuyên thuyết về thân này, Phật nói rằng có ăn. Muốn thấy được báo thân, phải sinh ra cùng thời Đức Phật và hội đủ duyên lành. Hóa thân, thân này tồn tại bởi thiện pháp, nên cũng có ăn, cũng không có ăn. Muốn thấy hóa thân, phải đầy đủ công đức. Khi công đức đầy đủ sẽ tự thấy. Pháp thân, thân này đồng hư không, thường trụ nên không có ăn. Muốn thấy được pháp thân phải viên mãn trí tuệ tự thấy được pháp thân. Những điều vừa nêu, nếu có gì chưa thỏa mãn, huynh đệ có thể tiếp tục đặt câu hỏi. 1.17. Hàm tàng thức. Hàm tàng thức hay là A Lại Gia, thức thứ 8 là nơi lưu giữ mọi dữ liệu đã được ghi nhận trong quá khứ. Nó như cái kho chứa tạp vật. Đến khi trí tuệ phát sinh, những dữ liệu này biến thành diệu lý. Vì thế mới có câu, nhất thiết pháp giai thị Phật Pháp. Bây giờ, hàm tàng thức có tên gọi là Như Lai Tàng, Như Lai Tàng Tâm hoặc là Không Như Lai Tàng. Thức thứ 9 là lưu trú, có nhiệm vụ cung cấp dữ liệu khi cái ngã nó cần, giống kẻ giúp việc lấy đồ cho chủ. Cụ thể là lưu trú mang dữ liệu từ hàm tàng thức cung cấp cho mạt na thức. Mạt na căn cứ vào các dữ liệu này để làm công cụ sinh ngã. Vì thế, các thứ tâm hư vọng như là chấp thủ, hơn thua, phải quấy, thương ghét xuất hiện. Rốt ráo bất động, hoàn toàn vô ngã, lưu trú thức tạm thời không hoạt động, giống như người chủ đi vắng, kẻ giúp việc được nghỉ ngơi. Đến đây mới thật sự thành tựu hai vô ngã. Lưu trú thức chưa thật sự dừng, phiền não, sanh diệt chưa hoàn toàn chấm dứt. Biểu hiện của nó từ người tu hành giống như con đà điểu chọn cách vùi đầu trong cát để khỏi thấy kẻ thù.
còn cái thân nó lại ló ra ngoài, một hình thức giấu đầu lòi đuôi. Những vị thường hay là hô hào vô ngã, nhưng lời nói, hành vi, cử chỉ thể hiện rất rõ cái ngã đang tồn tại. Đây là dấu hiệu cho thấy tâm chưa bất động, ngã chưa tịch diệt, ý chưa giải thoát. Do đó, bất động và thành tựu hai vô ngã là cảnh giới mọi người tu hành cần phải thành tựu nếu muốn tiến sâu trong Phật Đạo. Điều kiện để được bất động là phải trải qua cảnh giới vô niệm, tức là ba la mật tâm, có nghĩa là không nghĩ nhớ quá khứ vị lai, không thấy đúng sai hay dở, không thấy kẻ hơn người thua, không nắm giữ thiện ác, nói chung phải tịch diệt hoàn toàn mọi quan niệm, phải triệt tiêu chủ thể nhận thức. 6. Ba la mật là công cụ hữu hiệu giúp làm sạch những dữ liệu được cất chứa trong A Lại Gia, biến lưu trú thành người giúp việc đắc lực cho trí tuệ, giống như người ta vệ sinh các đồ đạc trong một cái kho chứa đồ cũ chờ ngày sử dụng. Sự thay đổi này được mô tả trong kinh Lăng Già là thức diệt, chẳng phải lưu trú diệt. 1.18 Cái thấy biết bản nhiên. Cái thấy bản nhiên là cái thấy hồn nhiên, chưa bị phần chi làm già đi, vì thế kinh Viên Giác mới nói hồn nhiên là Phật. Cái biết bản nhiên là cái biết chưa bị quan niệm, khái niệm, nhận thức che mờ. Kinh gọi thấy biết này là biết không bắt nguồn từ một thứ và không sanh một thứ gì, gọi là vô sanh. Lão Lý thường rao giảng, thấy biết như vậy có thể phát sanh trí tuệ. Lão Lý cũng triết lý như vậy, chỉ nên làm người sống hồn nhiên như một đứa trẻ thơ, nhưng trí não thông tuệ như một bậc thánh, chớ nên đời sống và tâm hồn như một ông cụ, mà trí tuệ thì như một đứa trẻ thơ. Chúc huynh đệ sống như vậy mà trí tuệ cũng như vậy. 1.19 Thiện kiến. Thiện kiến là giai đoạn sơ ngộ của người tu hành. Người tu hành phần lớn sẽ có 3 lần giác ngộ, gồm 1.19.1 giai đoạn thứ nhất là sơ ngộ. Vị tu hành thấy được sự thanh tịnh tâm, đây là giai đoạn dứt tập. Vì thế, người thầy hộ trì cho họ bằng cách xúc đoạn những nguyên nhân phát sinh kiết sử còn thừa sót lại, và đồng thời chỉ cho họ nhận ra cái ngã hư dối vi tế đang ẩn nấp trong tâm thức để tĩnh diệt. Giác ngộ này một phần thế pháp, một phần ít thánh pháp, nên nó chưa thành thường, giống như người uống nhiều rượu mê man đã lâu, nay mới tỉnh dậy, tuy đã tỉnh hết mê man nhưng vẫn còn say, cần giữ gìn rất nhiều thứ. Giai đoạn thứ hai là minh tâm kiến tánh. Giai đoạn này người tu hành phải vào hẳn bất động để viên mãn diệt đế. Sau đó, thầy giúp cho họ thấy bổn tâm, bổn tánh, giống ngày xưa lục tổ vào thất ngũ tổ và sau đó phát biểu, náo re, chuẩn bị vào đạo đế. Giai đoạn thứ ba, thấy Phật tánh, phát sinh trí tuệ, viên mãn đạo đế. Giai đoạn này giống như ngày xưa Thế Tôn ngồi xuống cội bồ đề, thành tựu vô sư trí và đứng dậy giáo hóa, thành đẳng chánh giác. Trên đây chỉ là sơ lược các giai đoạn tu hành, trong đó còn nhiều ngõ ngách của đạo không thể nói hết một lần. Tuy nhiên, những gì đã trình bày có thể giúp huynh đệ biết con đường sẽ đi qua và vững tâm tiến bước. 1.20 Tư duy và quan sát. Sự khác biệt giữa tư duy và quan sát một hiện tượng, tư duy là suy nghĩ đến một vấn đề nào đó thuộc chức năng của ý căn. Quan sát là đặt một sự vật trước mắt mình để nhìn ngắm, xem xét cụ thể sự vật này, quan sát hiện tượng đến nhiều căn. Vì thế, để thấu rõ câu hỏi, nhằm có câu trả lời thỏa đáng, điều cần thiết đó chính là đặt nó trước mặt, lặng lẽ quan sát trong một nguồn tâm bất động và thức đã tịch diệt. Trong Phật Đạo, có loại câu hỏi dùng chánh tư duy để thấu suốt, cũng có loại câu hỏi phải cậy vào chánh kiến để soi sáng mới có thể trả lời được. 1.21 Quyền và thiệt. Các thứ tướng do sáu thức nhận biết được đều là hư vọng tưởng, những tướng sai biệt, hư vọng này từ nghiệp thức sản sanh, do nghiệp duyên mà thấy, ý nghiệp báo mà thành, trong nghiệp quả nhận biết có tốt xấu, nơi nghiệp trí mà sinh sai khác, vì nghiệp lực mà nhận khổ vui. Rồi cái thấy của nghiệp thức, thiệt tướng sẽ hiện. Vì thế, kinh Kim Cang có dạy, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, có nghĩa là hễ thấy vật gì trên đời mà ta thấy có tướng, do căn dùng thức để nắm bắt, thì các tướng đó đều hư vọng. Nói trong thiệt có quyền,
và nhiều điều khác là nói về phương tiện giáo hóa trong bài luận về quyền và thiện mà mình đã viết là luận nghĩa của văn tự chứ không phải là luận cái thấy.